Hay nhở, người Việt Nam từ sáng là anh em lại chơi mùa 1 là sao ba? Mình cũng hơi khó hiểu ạ. Này chắc chơi bỏ Wukong can trường hợp nhỉ, nếu mà được con ra được Wukong nhiều nha. Ok, để xem nào. Thông đạo liên hoàn, bánh ngọt pháp sư tiên linh. Chơi rắn là ổn áp hơn đấy nhỉ? Anh đang gì đổi à? Vàng một em ơi, à bạch bạch một em ơi. Bạc một nhanh hoàng ơi. Tám can trường cần đánh không? 2, 4, 6, 8. Rồi ok. Đây nè. Trời luôn 6 can trường 4 pháp thuật đi. Pháp thuật mình phải tương đối khỏe. Lẹ cũng được. Neko can trường hồi máu cho team. Hello, hello Hiếu đố bạn nhá. Cảm ơn em nhiều nhá.
82 máu à? Ok, mình win tiếp theo rồi. 8 can trường, 110 giáp và kháng phép. Hai tướng bắt đầu giao tranh ở hai hàng sau cho đến bất tử. Cho đến khi 4 can trường tử trận. Bá phết nhở. Cái này rắn rắn combo 8 can trường chắc nó xả ghê lắm đây. Sẽ nhồi cho rắn 3 cùng đao luôn nhở. Là một mình rắn ở phía sau nó sẽ xả ngập một đối thủ. Có vũ công rồi nha. Ui, Banora back luôn nè, ngon vậy. Rắn 2 nha. Ai à. Rắn 2 sao rồi. Mình sẽ run level 6 mọi người ạ. Dừng level 6 và run nha. Khủng lồ hóa. Khủng lồ hóa đi. Tám can trưởng ma thuật thì mình cần phải lên level mấy? Level 9 mới đủ để con rắn cho vào à? Cũng khó đúng không? 112 máu, lên máu nhiều để có thể giữ máu Ron đội hình lên 3 sao. Chỉ cần một con rắn 3 sao thôi là đủ rồi. Còn máy nhân bản nữa, cũng đang khá tự tin. Vũ công mọi người này, mình cũng muốn thử vũ công can 8 can trường một lần nào đó để xem nó có khỏe không. Con Hecarim mùa này bị lỗi à? Sao Ron Hecarim bị nó kiểu không bị ra mọi người nhở? Anh em đúng không? Mình cảm giác con Hecarim nó không thể ra nổi luôn nha.
Hay cái rim ron không nổi luôn. Vũ công. Anh đến với em đây. Hello em. Giờ chưa đánh hai cùng đao thì có vẻ hơi cục xúc lắm nhỉ. Vũ công 2 nha. Phong bài Vũ công. Ngồi từ sáng giờ đau lưng ghê ấy, anh em à. Đau lưng thực sự. Lưng tôi đau quá các bạn ơi. Không sao, mình còn nhiều máu để slow down level 6 lắm. Vũ công tiếp nè. Bảy ba máu, tám máu, sáu bảy máu, rồi. Một trăm năm mươi bảy, sát thương 113. Level 7. Mình vẫn khá tự tin con rắn của mình nha. Bobby thông giả bánh ngọt. Neko ma thuật. Can trường. La 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 la. Tao rích can trường luôn. Mua tướng nó vẫn dính ở đây mọi người này. Lừa tao à? Tính tao bán tướng để bắt mày tiếp hả? Ai hồi xưa 500 binh ấy kìa. Ôi. Ôi. Ui. Bobby lên 3. Mình sẽ dành cái máy nhân bản này cho Wukong công mọi người ạ. Chứ mình không để phí. Rắn mình sẽ tự ron. Còn máy nhân bản để Wukong công nha. Wukong công can trường. Level 8 này. Mình level 6 ăn level 8 hơn rồi. Bài của mình thì vẫn chưa đủ nha. Chưa đủ bộ. Đồ ánh sáng này. Bùm.
40 lượt run free, trời ơi. Đùa không vậy? Nhân một sảnh vàng à? Tiếp này. Ok, đánh 3 sao rồi. Ngu công. Rồi, ok, lên cấp thôi mọi người. Bà này có điên vậy. Durant với em Hoàng Gia đang đang cày đi chung kết thế giới à? Ok ta ăn thôi. À, anh chiến thần livestream được 10 view này. Sợ chưa? Đeo ra cu công được. Tao ghét mày rồi đó, game mùa này à? Mùa này Ron nó cảm giác như kiểu là muốn mình đập bàn phím vậy mọi người. La động tất cả. Every mistake is a lesson. Put me to the test.
À, ông này level 8 chuẩn bị lên 4 vàng 3 sao luôn rồi. Mình đang chật vật với kiểu con 3 vàng 3 sao, đối thủ thì chuẩn bị lên 4 vàng 3 sao. Ok, 300 giáp. Do mình bị nghiện Wukong anh em ạ. À. Mình muốn xem nó mạnh như thế nào thôi. Nên mình cứ đâm đầu vào nó đấy nãy giờ đó. Lên level 9 thì cũng không đủ slot để cho combo kiểu 8 can trường được. Level 9 không đủ mà không đủ slot ấy, không đủ slot để cho vào. Đây mình đang thiếu con Nunu này và con Dyna nữa. Một trang bị hoàn chỉnh đang mang. Swain 2, Swain 3, 19, Briar, úi sổ gì thế này, toàn mấy bố kiểu chơi sốc đam người ta không này, ghê vậy. Kiếm súng ánh sáng, solo với Vega, Briar, Wukong đần, Ngộ Không đần, 471 giáp luôn. Châu đấy. Châu đấy. Thế mà cũng đeo chết. Chết được trời ơi. Cay những cái pha như vậy. Thực sự nhờ. Một xíu thôi là có thể bú được quả game rồi. Ta xin ấn can trường đấy. Đánh ngọt à. Dyna ấy. Dyna kìa. Dyna can trường kìa. Mất Dyna rồi. Ấy. Đại là can trường này, Ngu công can trường này. Giờ lên level 9 à, xong cho thêm một slot vào. Bốn hai sáu tám.
Swain. Năm bảo hộ luôn. Mình lại không có à có áo trong lửa rồi. Thôi thì cầu trời khấn Phật vậy chứ biết sao bây giờ. Level 9. 58 vàng. Thành đạt. Swain 3. La 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 la. Trưởng sở quen cho nó chết đi. Châu đánh lộ cũng phải chết. Ui, sở con đắn mình full ác ghê. Ui, tưởng thua mà chưa thua nha. Vẫn giấy chết được nhanh em. Nhận một vĩnh viễn, một tướng, một vàng, ba sao à? Thôi, tao xin mày. Quá muộn để làm điều đó rồi. Gamma, Bryo, Morgana. Mình nghĩ mình cần phải mua cái gì khổng lồ vô. Làm content thì đơn giản mọi người, nhưng mà leo rank cũng hơi cực đấy. Gu công này, 400 giáp, 500 giáp luôn. Tao được 60 vàng, ông kia được 40 ron là thế đéo nhỉ, cân bằng vậy. Chôn của Brian rồi kìa. Nó điên chưa? Nó phải gọi là cha của điên luôn. Mạnh thế. Thôi game này chắc là xin của top 4 rồi. Cũng khéo luôn đấy, chưa 13 máu cũng win top 1 kìa. Anh em làm tôi hơi bị áp lực rồi đấy. Cua khiêu vũ à, đầm cua. Xin cái top 3 này đi, nhưng mà khó quá, ông này ghê quá mọi người, ông này Brio 5 bảo hộ điên kinh khủng luôn. Siêu điên luôn. Ông này thì hóa hình mình ăn được. Ông top 1 thì chuẩn bị lên một vị tướng 4 vàng 3 sao. Toàn quái vật xuất hiện thôi, mình cầm một cái dịch khổng lồ nhá để thay thế cái cuồng đao này. Rồi sẽ là một pha trận đấu về kiểu đó chính là 8 căn trường nha. Lên level 9 mình sẽ cho tàng 8 căn trường ngu công luôn để cho anh em trải nghiệm cảm giác để ngu công 8 căn trường nó sẽ có sức mạnh như thế nào. Bùa đỏ. Rồi. 8 can trường, 562 giáp và 502 kháng phép luôn. Sát thương một xoay 900. Ác chiến cho anh em. Này. Ok, vị trí khỏe quá thật sự. Em chơi cái quả đầu canh được mùa tởm quá anh em. Top 4 mọi người ơi.